Nhà nhà hôm nay thì Kênh Thai TV tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh gặp Sông Lam Nghệ An. Hiện tại bây giờ đã tới phút thứ tư và Thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ tư do công của Lê Nguyễn nha quý vị. Thật sự đây là một cái kết quả rất là bất ngờ, và ở tới phút thứ tư thì Lê Nguyễn đã có một cái pha đá phạt đền thành công, vì là hậu vệ của bên phía Sông Lam Nghệ An đã phạm lỗi với lại là bên phía Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là Lê Nguyễn đã được hưởng một cái quả phạt đền cho Thành phố Hồ Chí Minh và đã thực hiện thành công và nâng tỷ số lên 1-0 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một cái bất ngờ vì Sông Lam Nghệ An được đánh giá mạnh hơn, và Sông Lam Nghệ An họ không có đá trùng chân đâu, vì là họ vì người anh em Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đó quý vị, họ phải thắng Thành phố Hồ Chí Minh để mà cứu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khỏi cái ngôi bét bảng những vị đấy. Nếu như mà họ để cho Thành phố Hồ Chí Minh thắng cái trận này á, thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chính là cái đội đứng cuối bảng xếp hạng đó quý vị. Và hy vọng rằng những cái phút sắp tới thì Thành phố Hồ Chí Minh Sông Lam Nghệ An sẽ có được bàn thắng gỡ hòa, và trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng nhiều hơn để mà phục vụ đến người hâm mộ của chúng ta những quý vị. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thấy Thai TV làm video hay thì quý vị và các bạn hãy cho Thai TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke là các cái bộ hát live stream thì hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại 0939732349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thai TV trong thời gian vừa qua nha. Và bây giờ Thai TV xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.